Bia cuối. Này hạt là thấp này xuống này một bít vậy để ra nước tràn qua. Xin chào các bạn đây là đường con đường DT601 nhắm đi hướng về Hòa Bắc đây các bạn. Phía tây nha, xe chạy phía tây là đường cao tốc ba phía Long La Sơn đây. Hôm nay là ngày 19 tháng 9. Do cơn bão số 4 nên cả đêm một khi hôm mưa rất là lớn nha các bạn. Ngày hôm qua cũng mưa rất lớn, ngày hôm qua là ngày 18/9 nha, mưa rất lớn, thành phố Đà Nẵng có nhiều con đường bị ngập sâu luôn. Sáng hôm nay cũng có mưa nhưng mà trời bớt tạnh rồi, trời là hiện tại là 10:30 sáng ngày 19/9. Đang tạnh theo dự báo thời tiết khi sáng phía ta phải tôi là đường này là rẽ qua cầu Trường Định nè, về thông Trường Định. Phía ta phải tôi là cái sông Cú Đê từ Hòa Bắc chảy về chảy ra biển các bạn kìa. Đó, nước ngù xuống nước ngụt xuống đang thui mà lớn nữa. Sáng hôm nay theo dự báo thời tiết là bộ số 4 cách Đà Nẵng cỡ 210 cây, đang nhắm hướng Quảng Trị các bạn. Mà cách Đà Nẵng thì gần hơn cách Quảng Trị, bởi vì Đà Nẵng có cái eo ra ngoài nên nó gần hơn. Mà nay nó đang nhắm ở Quảng Trị, đổi hướng như thế nào thì không biết được, khả năng là chiều tối nay bộ sẽ vào đất liền. Năng Đà Nẵng chiều nay hoặc tối nay mưa to nghe các bạn. Hiện tại Đà Nẵng đang thành rố đấy các bạn thấy. Tôi đi về Hòa Bắc, vùng nông thôn ở ngõ ô Đà Nẵng, đường DT601 rất là đẹp luôn, rất sạch sẽ. Có nhiều cơn mưa ngày hôm qua và tối nay thì đường xá rất sạch, đi rất sướng các bạn. Đấy.
phía trước là những ngọn núi mây mù, mây mù trên ngọn nè. Còn đường thì còn đặng nước ở trên. Ôi bò. Bò. Này sao hôm nay tôi trời tạnh tạnh rõ rõ này. Anh Thủ đi lên Hòa Bắc để chia sẻ các bạn xem về cơn mưa ngày hôm qua và hoặc cái đêm có bị ảnh hưởng gì không nha các bạn. Chắc cái đập ngang ở tại Hòa Bắc, ngang sông Cù Đê tại Hòa Bắc chắc xả nước rồi nên nước nguồn xuống rất là mạnh luôn, rất là cô nè. Đó, mạnh luôn, cô nước cô sâu à. Ê, phía trước là cầu à, cầu vượt đường cầu vượt đường tránh đường cao tốc chứ, đường cao tốc Tuy Loan La Sơn đấy. Nhắm về đường này nhắm về Hầm Bưởi Châu à. Đấy, các bạn thấy nước xuống, nước nguồn xuống à, mạnh à. À, nguồn xuống rất là mạnh luôn. Mưa cả đêm khi hôm. Mưa cả đêm khi hôm này nước xuống rất là lớn các bạn này. Sông Cù Đê nước nước đang ngầu luôn. Nên em chạy con đường này chạy mãi tới đâu nha các bạn. Chỗ mô mà cấm không đi nữa cho đi nữa này, tôi quay lại. À, chỗ này làm mà trồng những cái cây đẹp chưa? Trồng cây cối, trời mưa này làm tranh thủ trồng cây cối cho nó sống. Hòn chuối, chỗ này có hòn chuối. Bò. Tranh thủ đi, trời mưa lớn nên là hết đi luôn. Đi nhưng mà ánh sáng camera không đẹp nên trời tạnh. Nên các bạn thấy ánh sáng camera đẹp không? Rất đẹp luôn. Có những chùm mây trắng đây ngọn núi bay bay rất đẹp. Khu vực này là bắt đầu về Hòa Bắc rồi các bạn. Đây là khu vực Hòa Bắc rồi này. Đây là thôn, có phải thôn Phổ Nam biết. Đi hồ mẫn quanh. Đây thôn gì đây?
rồi, có phần Nam đây các bạn. Thôn Phần Nam, trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Từ ngày bác có con đường này, nước lớn kìa, nước lớn vô đầm ruộng rồi, nước lớn vô đầm ruộng các bạn. Thấy đường đây luôn, đường xuống ngày nay là không đi được. Nước lớn, nước lớn. Chắc có lẽ không lên được hầm Mũi Trâu, chắc có lẽ không qua, không lên được khe đường, bởi vì gần tới khe đường có một cái con đường bê tông hạ thấp xuống để nước nguồn chảy qua, nên sẽ bị ngập, chỗ nó sẽ bị ngập. Tôi cố gắng lên đó mà nếu mà qua được thì tốt, không được thì tôi qua lại các bạn ạ. Nước lớn, nước nguồn xuống lớn mà. Trường tiểu học Hòa Bắc nè. À, các bạn thấy à, có trường, có trạm y tế, có đường, rồi y ban rồi nè. Rất là khang trang nha. Đường xá cầu cống là khang trang luôn. Bạn thấy đường xá cầu cống khang trang nè, để lấy băng nè, để qua cầu Phần Nam nè, cầu dây vọng tôi đi thẳng nè. Có khu du lịch sinh thái rất là đẹp. Ô, nước nguồn xuống nè. À, tranh thủ đi giờ trời đi ra rất đẹp các bạn nè. Nước nguồn xuống rồi à. Rồi trời tạnh, có ánh nắng vàng vàng nữa, rất đẹp luôn. Đi lên nha, chia sẻ các bạn rất là hợp lý, rất là đẹp. Các bạn nhớ ủng hộ nha, ủng hộ kênh nè. Các bạn chưa nào mà chưa bấm bấm lượt thích á, bấm thích thì bấm vô nha. Rồi chưa đăng ký sub á thì đẹp chưa. Nước nguồn xuống lớn quá, nước nguồn xuống lớn. Trời ơi, lụt rồi, chuẩn bị lụt các bạn ơi. Chiều nay mưa lớn nữa thì khả năng lụt à, lụt lớn nha. Trời, nước xuống quá. Có nhiều cái thác đây nên đẹp chưa. Đặt tôi qua là tôi sẽ qua bên kia, qua bên kia tôi sẽ quay cái thác cho bằng xe. Thác tại Hà Bắc nè, bữa nay có một cái thác nước đẹp chưa. À, cái thác các bạn thấy cái thác không? Thì thấy gần mới thấy được, đi xa quá. Đây là cái con đường cao tốc này, chùa thoát sang xá luôn. Quay kia quay được không biết, chạp tôi đi thử, tôi nhắm con đường này tôi đi cái đã, chạp tôi qua bên kia. Quay kia bằng đường mới nghe không ạ, mới bữa trước tôi chia sẻ các bạn xem rồi đó.
tôi sẽ qua cái cầu Cô Đê mà còn cái cầu mới xây dựng. Quanh kia tôi sẽ làm một video riêng cho các bạn xem. Đồ chỗ này ngập rồi, không qua được. Bò. Dừng lại một chút nha các bạn, để các bạn xem cái cầu vượt cao tốc kìa. Đây, cầu vượt cao tốc. Rồi, tiếp tục các bạn. Chúng tôi qua sẽ qua bên đây tôi làm một video riêng các bạn này. Này, qua cái cầu Cô Đê, qua cái thôn như này đó, có cái thác cái đây người này. Tôi lên khe đường à, tiếng đây khe đường. Đường này đi rất là nguy hiểm các bạn ạ. Bởi vì nhiều con chó nằm dưới đường. Hai con chó nằm dưới đường. Chạy rất nguy hiểm, chạy nhanh là rất là nguy hiểm. Tông chó rất nguy hiểm các bạn. Bởi vì tôi đã bị một lần rồi, bị tông chó một lần. Bởi vì tôi đi hồi cỡ khoảng 3 giờ sáng mắt mờ mờ lò lò, khi mà té xuống nằm mà lon thẳng mà không biết cái gì lý do ra, mà nghe tiếng cản ra thì mới biết là chó, tông chó nằm xuống, nằm xoa xuống, nằm có mũi chạp mới đứng dậy được. À, nó dán nè, đường dán xù nước lụt. Tới chỗ chỗ cái đập mà ngang sông này, cái đập mà ngang sông Cô Đê để lấy nước phục vụ nhà mưa nước Hòa Liên, tôi sẽ đứng lại cho xã chia sẻ các bạn xem nè. Đây cái đập này, đập nè, nước xuống xô, nước xuống nè, đó xuống rầm rầm luôn nè, nước lớn dễ sợ luôn. Từ ba tạnh á, cái mưa này tiếp tục mưa nữa thì nước sẽ lớn, lớn chưa. Wow. Nước ồ xuống. Chỗ này là năm trước năm ngúa là bị lỡ rồi các bạn. Vì nước dọc xuống đây là lỡ giờ này mới làm lại. Có chịu nổi không biết.
này bị tiếp là sao rồi mà. Ê, chỗ chỗ này. Như vậy lỡ lạ lắm. Nước xuống dưới sạch ra. Thú vị, chỗ này có cái eo này. Nên mà lấy đất bên kia bỏ qua bên đây thì được. Nó thẳng như con sông vậy đó. Có cái đất bên kia bỏ qua bên đây để con thang nó thẳng, nó bị hư vậy. Như kè đó là đất kia bỏ qua bên đây. Rồi tiến quân. Đẹp quá trời, đẹp quá các bạn ơi. Trời tạnh, nắng hanh hanh, mát mẻ, đi rất sướng. Đường xá sạch sẽ. Nhưng mà chó nhiều quá. Vô chừng chó. Chó bò à. Đường này là chó bò nhiều. Rau thấy ít rau mà thấy bò. Đây cũng đường mới đấy các bạn ạ, kẻ giòn còn sơn giới ở giữa. Đây là khu vực lấy nhà thôn à, chuẩn bị lên nhà hai cái thôn của người dân à, người dân tộc Cú Đê, đồng bộ Cơ Tu, bộ Cơ Tu chứ, đồng bộ Cơ Tu trên sông Cú Đê. Chùa chỗ này có hà dạ trúc đẹp chưa, dạ trúc trúc trải đẹp chưa. Đó, chó chu quá trời chó này. Tiếp bầm. Đó. Chó gì? Chó có nhiều lúc cũng dí mình chạy này. Dí mình bỏ mình chạy. Chạy không đa mà dí cũng gần kịp lúc đê chứ. Chạy xe máy mà dí chụp kịp. Chưa chung chung. Chung chung nè. Ô chỗ này đẹp quá. Có một dải cây mất rưỡi luôn. Chung chung bay thấp thì mưa. Bay cô thì nắng mà bay vừa thì râm. À cái này mà thấp à là trời chuẩn bị mưa lại. Trời chuẩn bị mưa lại. Chung chung bay thấp thì mưa, bay cô thì nắng, bay vừa thì râm. Ồ,
nước xuống này dễ sợ chưa? Đây 60 năm là năm 1964 á, thì miền Trung, nhất là Đà Nẵng, mà trong đó có Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng chứ phải Đà Nẵng, Quảng Tính là cái đó, Quảng Tính, Quảng Nam Đà Nẵng rất là ảnh hưởng, rất là ghê gớm. Cái đây 60 năm về trước, năm 1964. Lúc đó tôi cỡ chừng 7-8 tuổi. Tám tuổi, 9 tuổi đấy. Lúc đó tôi 9 tuổi. Nước lụt rất là khủng khiếp luôn. Nước nguồn xuống rất là khủng khiếp. Tàu bò tôi ra Sơn Trà, nhà tôi có một con tàu, tôi ra Sơn Trà, xăm nợ tôi đi tìm là được. Và năm 1904, đây là cơ tu dần bí nè, cơ non dần bí nè, đây là thôn dần bí, đồng bộ cơ tu. Năm 1904 là nó bị ảnh hưởng ở tại miền Nam các bạn ạ. Cách đây 120 năm. 120 năm tại miền Nam bỏ rồi luôn. Ở tại miền Nam đồng bằng có sông Cửu Long rồi, đồng thấp 10 rồi, rất là ảnh hưởng, rất là, còn có một số người chết rất là nhiều. Miền Trung cũng chết nhiều. Và năm 2024 là cách đây còn chừng một tháng, gần một tháng, thì tại do nước nguồn xuống nè, đó, nước nguồn xuống do cái cầu, có cầu thì phớt còn lại đó, đó cái chân cầu thì cầu của Pháp còn lại đó, thấy chưa, cái nguồn súng dễ sợ chưa, dù chạm rầm trời luôn. Rồi tiếp tục đi, dù 1904 là tại miền Nam, cách đây 120 năm cũng bị rất là nặng. Rồi mới đây là tại miền Bắc, miền Bắc là 2024, cỡ gần một tháng nay tại miền Bắc rất là bổ rồi, cơn bổ số 3, rồi cái theo cái đó là lụt, lụt rất khủng khiếp tại Yên Bái, rồi nói chung là từ các miền núi Hà Nội rồi bị rất là nạn, chết và mất tích trên 300 người khiếp lắm. Cứ 60 năm là bị một lần. Năm Thìn, năm nay là năm Thìn, năm Công Rồng. Bính Thìn, Giáp Thìn gì à. Năm Thìn, năm Rồng, Rồng phun nước ha, phun lửa đấy.
Năm nay Đà Nẵng là chưa thấy chi hết. Rồi, chuẩn bị mưa rồi. Dạ. Đến đây là thấy mưa. À chỗ này có cái vịnh nha các bạn này. Nó thấp xuống. Bị lúc biết. Cô cạnh nhà 25, 24 cm là không nên qua. Là chưa đến nửa mét, không nên qua, mình nước chạm rất là mạnh. Không cho đi là hả? Nước lớn quá. Không cho đi là nước ngập. Chù chà. Lội bộ à. Trời, nước ngập. Nước mạnh quá các bạn nè. Xuống mạnh dễ sợ không? Về cuối. Này hạ là thấp này xuống này một bếp vậy để cho nước tràn qua. Nước lớn này.
Hay, video của tôi đến đây kết thúc các bạn ạ. Các bạn đi đêm sau. Thôi, xin chào các bạn. Tại Hòa Bắc đây. Là cái chỗ này là cái đường là đường tròn. Ở trên cái kia là cái đường này. Ở trên kia là cái hầm Mũi Trâu. Đèo Mũi Trâu chứ. Hầm Mũi Trâu rồi. Rồi, video của tôi đến đây kết thúc. Các bạn video sau nha. Xin chào. Chào các bạn.